Cải xoăn được mệnh danh là một loại rau đa dụng và đa năng trong gian bếp nhà bạn. Vậy ăn cải xoăn có lợi ích gì cho chị em phụ nữ? Hãy cùng mình và Kiwi khám phá nhé! Bạn có biết việc ăn rau đúng cách có thể khiến chúng ta sống vui vẻ hơn mỗi ngày? Vì vậy, chương trình Túi Rau Hạnh Phúc của Kiwi ra đời để cung cấp các thông tin bổ ích từ rau củ cho mọi người, giúp chúng ta có động lực ăn rau nhiều hơn, khiến cho cuộc sống ngày càng hạnh phúc hơn. Túi Rau Hạnh Phúc của chúng ta hôm nay sẽ giới thiệu cho các bạn những lợi ích từ cải xoăn, đặc biệt là dành riêng cho chị em phụ nữ chúng ta nhé. Mọi người đoán xem, mình vừa mới đi đâu về ạ? Vâng, đúng rồi, mỗi khi đi gym về, mình thường bổ sung một đĩa salad để cung cấp dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể. Dạo này, mình rất mê một món rau cực kỳ healthy mà gần đây được chị em phụ nữ mách nhỏ rất nhiều. Mọi người có biết không, để có được một cơ thể cân đối và khỏe mạnh, bên cạnh việc tập luyện đúng cách, chúng ta còn phải ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng nữa đó nha cả nhà. Chính vì vậy, mình luôn ưu tiên những thức ăn có ít năng lượng, nhiều vitamin và chất xơ như cải xoăn. Dạo này, mình thấy cải xoăn được bán rất nhiều trong siêu thị và cũng được biết đến là một trong những loại rau chứa nhiều chất xơ hơn hẳn các loại rau thường thấy. Chất xơ, bên cạnh việc giúp chúng ta no lâu, còn có thể giúp cơ thể tự đào thải các chất không tốt. Vì vậy, một chế độ ăn lành mạnh luôn không thể thiếu chất xơ. Cải xoăn cũng rất giàu vitamin, trong đó có vitamin A, C, E mang lại công dụng mà chị em yêu thích như là tăng sức đề kháng, bảo vệ mắt và giúp da đẹp hơn. Một đôi mắt sáng và một làn da hồng hào góp phần không nhỏ tạo nên vẻ đẹp của chúng ta nữa đó. Da và mắt của chúng ta còn bị ảnh hưởng nhiều bởi chất lượng của giấc ngủ và đặc biệt là cải xoăn có thể giúp chúng ta ngủ ngon hơn nữa đó. Dân gian có câu ăn được ngủ được là tiên, đúng không cả nhà? Vì cải xoăn chứa một lượng lớn melatonin, đó là một loại hormone điều chỉnh đồng hồ sinh học và góp phần tạo nên những giấc ngủ ngon, giúp cơ thể có thể tự phục hồi tốt và giữ gìn được sự tươi trẻ. Nãy giờ mình đã nói không ít về tác dụng đẹp của cải xoăn rồi và bây giờ mình sẽ nói về tác dụng khỏe của chúng. Trong cải xoăn có chứa nhiều chất sắt là thành phần thiết yếu để giúp cải thiện tình trạng thiếu máu thường thấy ở phái nữ của chúng ta. Ngoài ra, cải xoăn có chứa rất nhiều axit folic, đó là một chất rất cần thiết và quan trọng trong quá trình hình thành hệ thần kinh ở thai nhi. Vì vậy, các chị em phụ nữ đang trong thời điểm chuẩn bị hoặc đang mang thai thì nên bổ sung nhiều rau cải xoăn vào nhé. Cải xoăn có chứa nhiều dưỡng chất có lợi đúng không cả nhà? Nhưng mà không phải cái gì ăn quá nhiều cũng tốt, chúng ta chỉ nên bổ sung tầm 100g mỗi ngày mà thôi. Lý do thứ nhất là bởi vì khi ăn quá nhiều chất xơ sẽ khiến mình bị đầy bụng và khó tiêu. Lý do thứ hai cũng giống như các loại rau họ cải khác, cải xoăn cũng chứa rostrogen, khi ăn quá nhiều chất này sẽ ảnh hưởng không tốt đến tuyến giáp. Cải xoăn với lợi thế có lá dày và cứng hơn so với các loại rau khác nên chúng tươi lâu và dễ bảo quản. Khi lựa cải xoăn, mọi người nên chọn lá có màu xanh đậm, không bị ngã vàng và không có đốm trắng. Ăn sống cải xoăn trong salad là cách hiệu quả nhất để có được toàn bộ chất dinh dưỡng trong rau. Tuy nhiên, nó có vị đắng khá đậm nên sẽ dễ ăn hơn nếu kết hợp với một số loại thực phẩm có vị ngọt đậm như là trái cây, thịt nguội hay phô mai. Đặc biệt, ăn kèm với salad dressing hoặc mayonnaise cũng giúp giảm đi vị đắng của cải xoăn, giúp ăn ngon miệng hơn đó cả nhà. Bên cạnh đó, thành phần giàu trong salad dressing và mayonnaise giúp ta hấp thu vitamin A trong cải tốt hơn nữa đó. Hãy cùng mình và Kiwi bổ sung cải xoăn vào túi rau hạnh phúc của gia đình bạn ngay hôm nay nhé!